Ngày xưa, có một cậu bé tên Thomas. Cậu đã học vắt sữa bò và mua bán ngũ cốc, ẩn mình ở tích trên những ngọn núi cao của Thụy Sĩ. Gia đình cậu sống rất chật vật. Giữa khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, cậu bé kém may mắn phải sống trong nhà kho bằng gỗ. Cậu vẫn nhớ cảnh mình nằm ngủ trên chiếc giường bằng rơm để giữ ấm ở trong nhà kho. Câu chuyện về cậu bé không hiếm đối với người dân Thụy Sĩ. Tiếc là những nhà kho đó dường như đã biến mất trong nhiều năm. Mà có phải không? Trong văn hóa Thụy Sĩ, nhà kho có mục đích cụ thể vì một lý do chính đáng. Nó đã giúp con người sống sót, thậm chí phát triển phồn vinh trong suốt thời gian chuyển mùa. Người dân địa phương gọi những công trình nhỏ bằng gỗ này là steder. Chúng là kho ngũ cốc. Ngày nay, bạn vẫn sẽ thấy rất nhiều nhà kho như vậy ở các thung lũng của Thụy Sĩ. Thật không may, giờ đây phần lớn các nhà kho nhỏ độc đáo này chỉ còn là lời nhắc đầy hoài niệm về quá khứ. Hầu hết chủ của Stado đã bỏ bê chúng suốt 30 đến 40 năm qua. Một số nhà kho còn bị bỏ hoang hoàn toàn. Nhưng tệ hơn cả, luật pháp địa phương không cho phép người dân tu sửa các nhà kho bằng gỗ này sang mục đích sử dụng khác như quán cà phê hoặc khách sạn nhỏ. Đáng mừng là một số người dân địa phương đã nảy ra ý tưởng rất sáng tạo để nhà kho không trở thành đống đổ nát. Họ di dời nhà kho đến những vùng mà luật pháp cho phép sửa đổi. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng có người thời cổ đại cũng đã từng làm điều này. Nếu thời tiết trên núi quá khắc nghiệt, họ chỉ cần thu dọn căn nhà nhỏ và chuyển đến một nơi có điều kiện sống tốt hơn. Ngày nay, người ta di dời nhà bằng máy bay trực thăng. Mỗi tấm gỗ đều được đóng gói và đánh số cẩn thận. Ngay cả những chiếc đinh cũ cũng được vận chuyển rất nhẹ nhàng, nhằm đảm bảo vẻ nguyên sơ cho những ngôi nhà. Đâu là khía cạnh hấp dẫn nhất của những ngôi nhà gỗ này? Nhìn bên ngoài, ngôi nhà y như cũ, nhưng khi bước vào bên trong, bạn sẽ không tin vào mắt mình đâu. Một số nhà gỗ nhỏ được trang bị mọi thứ bạn cần cho một kỳ nghỉ hoàn hảo. Giường thoải mái, phòng bếp đầy đủ tiện nghi và hướng nhìn ra dãy núi Alps ngoạn mục của Thụy Sĩ. Phải, bạn sẽ được thư giãn tuyệt đối trong căn nhà gỗ nhỏ. Chúng ta chưa đi khỏi châu Âu đâu, mà chuẩn bị đến Romania và tham quan những ngôi nhà cũng đẹp không kém. Gần trung tâm thủ đô Bucharest là một bảo tàng ngoài trời độc đáo. Nó có tên là Bảo tàng Ngôi Làng. Tại đó, họ trưng bày một bộ sưu tập gồm các ngôi nhà truyền thống từ khắp nơi trong nước. Những ngôi nhà này đã được cẩn thận vận chuyển đến đây, cho thấy nhiều thiết kế kiến trúc từ các vùng khác nhau. Bảo tàng ngoài trời thậm chí còn có một cối xay gió cũ, hoàn toàn nguyên mẫu. Trong các tháng mùa hè, nhiều sự kiện diễn ra tại nơi đây, chẳng hạn như lớp dạy nấu ăn nhằm truyền đạt đến mọi người những bí quyết nấu ăn truyền thống của người Romania. Rải rác giữa những ngôi làng này có hơn 50.000 đồ cổ truyền thống như đồ nội thất, quần áo hoặc dụng cụ nhà bếp. Bây giờ, ta hãy đến Croatia và khám phá khách sạn bị lãng quên trông giống như được xây dựng cho một cảnh phim khoa học viễn tưởng nha. Khách sạn Haludovo Palace được xây dựng vào năm 1971 trên đảo KAK. Ngay cả thiết kế bất đối xứng của nơi đây cũng thật độc đáo. Trong thời kỳ Hoàng Kim, nó là điểm đến nổi tiếng của các diễn viên và nhà lãnh đạo thế giới, nhưng nó đã bị hủy hoại sau khi xung đột xảy ra trong khu vực vào những năm 1990. Khách sạn đã bị đóng cửa hoàn toàn vào năm 2001. Dẫu đã bị bỏ hoang, du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng thiết kế như trong tương lai và hình dạng mô đun của khách sạn. Thị trấn Uyuni ở Bolivia nổi tiếng với những cánh đồng muối và hồ nước màu đỏ. Nhưng nó cũng có một địa danh khác thường, nghĩa trang tàu hỏa cổ. Vào đầu thế kỷ 19, người ta lên kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của thành phố, gồm các đường ray mới. Chẳng bao lâu sau, dự án đã bị ngưng do khó khăn về mặt kỹ thuật và xung đột với cộng đồng địa phương. Tàu hỏa vẫn được sử dụng để vận chuyển khoáng sản đến bờ biển Thái Bình Dương. Nhưng rồi, vào những năm 1940, khoáng sản cạn kiệt, các thợ mỏ rời đi và bỏ lại thiết bị trong sa mạc. Theo thời gian, gió muối ăn mòn các đoàn tàu, tạo ra nghĩa địa tàu hỏa khổng lồ mà ngày nay bạn có thể tới tham quan. Đảo Povelia nằm cách các con kênh của Venice chưa đến 800m. Có thể bạn nghĩ hòn đảo thật nên thơ, nhưng thực chất nó chứa đựng một lịch sử đen tối.
Nơi đây từng được dùng để cách ly người bệnh, thậm chí làm kho chứa của Napoleon. Vào đầu thế kỷ 20, trước khi bị đóng cửa, nó là một viện tâm thần, nơi diễn ra một số thí nghiệm đầy bi thảm. Thế rồi, bệnh viện đóng cửa và ngày nay, việc đặt chân lên đảo Porphyria là bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu tò mò, bạn vẫn có thể nhìn thấy nó từ các bãi biển Lido gần đó. Nhà hát Michigan từng là một rạp chiếu phim xa hoa, được xây dựng vào năm 1926, tại đúng nơi từng là xưởng đầu tiên của Henry Ford. Đó là một tòa nhà đồ sộ, gồm 7 tầng, chứa tới 4.000 ghế cùng chi phí xây dựng cực khủng, 5 triệu đô. Tuy nhiên, nó đã đóng cửa vào năm 1967. Lý do là người dân dần chuyển sang các rạp chiếu phim nhỏ hơn. Chưa kể mọi người bắt đầu mua TV, nghĩa là họ sẽ bớt đi xem các rạp có màn ảnh rộng. Sau đó, không gian được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, cho đến khi nó được chuyển thành nhà để xe vào cuối những năm 1970. Ngày nay, dẫu mang vẻ ảm đạm, nhưng với trần nhà tráng lệ và những bức tường được trang trí hấp dẫn, nhà hát Michigan vẫn nổi bật và hấp dẫn hơn cả so với những chỗ đậu xe thông thường bằng bê tông. Pony Henge ở London, Massachusetts là một bộ sưu tập bí ẩn gồm những con ngựa lùn bằng nhựa và ngựa bập bên. Để thấy được chúng, bạn chỉ cần đi đến một cánh đồng địa phương cách Boston khoảng 22 km về phía Tây. Người ta không biết chủ nhân của bộ sưu tập hay nó tiếp tục phát triển như thế nào, và điều này càng tạo nên nét huyền bí và hấp dẫn cho nơi này. Một câu chuyện kể rằng con ngựa đầu tiên đã bị bỏ lại đó sau khi làm đạo cụ tại quầy bán nước chanh. Có người lại nói rằng con ngựa nhựa bị vứt trên cánh đồng. Trước đó nó được dùng để trưng bày trong ngày lễ, nhưng khi không cần nữa, chủ nhân đã mang vứt nó đi. Dự án đáng chú ý này diễn ra vào năm 2010. Kể từ đó, người ta đã nghĩ ra nhiều câu chuyện kỳ quặc. Có người còn đồn rằng những chú ngựa lùn sống dậy vào ban đêm. Tôi chẳng tin đâu, nhưng đúng là nghe huyền bí hơn hẳn. Nhà tù Rumu tại Estonia được xây dựng vào những năm 1940. Hồi đó, nhà tù là nơi nhốt các tù nhân. Họ phải lao động khổ sai trong mỏ đá vôi gần đó. Giờ đây, Rumu là địa điểm dưới nước rùng rợn bậc nhất trên thế giới. Nhà tù đã bị bỏ hoang vào năm 1991 và chẳng bao lâu sau, nước đã làm ngập mỏ đá. Ngày nay, nhà tù Rumu là một bãi biển nổi tiếng và địa điểm lặn bình dưỡng khí, nơi du khách có thể khám phá các tòa nhà và thiết bị khai thác mỏ ngập trong nước. Ngôi làng Kajakoy, tọa lạc phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, từng là khu dân cư đông đúc. Trong thời kỳ vàng son, nơi này có khoảng 10.000 người chung sống chan hòa, dẫu họ đến từ các nền văn hóa khác nhau. Sau một cuộc xung đột của dân làng vào những năm 1920, nơi này đã không còn nổi tiếng như trước. Trận động đất vào năm 1957 càng làm cho ngôi làng tàn tạ hơn, rồi trở thành ngôi làng ma như ngày nay. Nếu bạn tò mò, nơi đây vẫn có vài trăm ngôi nhà cho bạn đến tham quan. Xochimilco là một di sản thế giới tại thành phố Mexico. Nơi đây đã nổi như cồn trên Internet nhờ Isla de las Musas, có nghĩa là hòn đảo búp bê. Nếu đi dạo dọc theo những dòng kênh tuyệt đẹp, bạn sẽ sớm phát hiện ra một điều gây sửng sốt. Địa điểm này nổi tiếng với hàng trăm con búp bê cùng các bộ phận của búp bê treo trên cây, thậm chí nằm rải rác trên bãi cỏ. Trong nơi này chẳng khác nào bối cảnh trong phim kinh dị. Thế nhưng, địa điểm độc lạ này đã từng là quê hương của một người đàn ông có tên Julian Santa Barrera. Anh ta bị ám ảnh với việc phải bảo vệ vùng này khỏi những linh hồn xấu xa. Vì vậy, anh ta đã đi nhặt và trưng bày búp bê nhằm xua đuổi tà ma. Vẫn muốn đến xem chứ? Vậy, bạn có thể thuê một chiếc thuyền để ngắm nhìn hòn đảo với những ngôi nhà đổ nát và những con búp bê rùng rợn trên cây. Thôi, tôi xin cứu.